quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Cập nhật vị trí của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trên bảng xếp hạng nhan sắc khi chung kết Miss World 2021 đang cận kề. Ngày 10 tháng 12, chuyên trang sắc đẹp uy tín nhất hành tinh Global Beauty tung bản dự đoán thứ 3 cho cuộc thi Miss World Hoa hậu Thế giới 2021. Bản dự đoán mang tên Super 11, tức 11 cô gái có khả năng cao nhất giành vương miện Miss World, xếp ngẫu nhiên theo thứ tự bảng chữ cái. 11 cái tên bao gồm Bahamas, Cameroon, Bờ Biển Nga, Cộng hòa Dominican, Pháp, Ấn Độ, Mexico, Ba Lan, Puerto Rico, Somalia, Venezuela. Đỗ Thị Hà, đại diện Việt Nam, một lần nữa không lọt vào mắt xanh của giới chuyên gia Global Beauty. Ở bảng dự đoán gần đây nhất của chuyên trang này, Đỗ Thị Hà cũng không có tên trong danh sách. Global Beauty có vẻ không xem đại diện Việt Nam là một đối thủ mạnh tại sân chơi này, ngay cả khi cuộc thi sắp khép lại. Chung kết Hoa hậu Thế giới 2021 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 theo giờ địa phương. Ở giai đoạn nước rút của cuộc thi, Đỗ Thị Hà đã sở hữu một số thành tích ở những phần thi phụ như top 16 Head to Head Challenge, thử thách đối đầu, top 27 Hoa hậu Tài năng tiếp tục có cơ hội tranh giải phụ này, top 13 Top Model cũng là thí sinh châu Á duy nhất lọt vào danh sách này. Cô trắng tay ở giải phụ Hoa hậu Thể thao, kết quả các giải phụ Hoa hậu Truyền thông, Hoa hậu Nhân ái, Hoa hậu Tài năng sẽ được công bố trong chung kết. Được biết, Đỗ Thị Hà sắp bước vào phần thi phỏng vấn kín với ban giám khảo. Đây cũng là phần thi rất quan trọng ở mỗi đấu trường sắc đẹp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.